Rồi, xin chào quý vị và bạn trở lại với chuyện hồng Xe Ơi à, Nhiều khách hàng hỏi uh, Cũng lâu không ra video rồi thì uh, Hôm nay em cập nhật cái video giá bán Trong tháng 8 và tháng 9 tới Của những đầu xe Ford Hiện nay đang mời bán tại thị trường Việt Nam à, Thời điểm này năm ngoái thì Ford uh, Ranger có đến 8 đầu xe à, Khá là đau đầu để chúng ta lựa chọn Một phiên bản xe, tuy nhiên thì hiện nay Chỉ lăn quanh vào khoảng 5 đầu còn lại thôi à, Bán thì uh, Top 3 doanh số tháng vừa rồi thì, uh, có thể thấy là cái việc lắp ráp trong nước ấy, nó đảm bảo cái nguồn cung cho xe và bình ổn hơn về cái giá à, bán chạy nhất thì vẫn là dòng Ranger XLS một cầu chúng ta có số sàn và số tự động nhé à, số tự động là 650 triệu hiện nay với phiên bản lắp ráp trong nước giá bán đang là dao động từ 615 đến 620 triệu đồng tức là chúng ta giảm từ 30 đến 35 triệu đồng có thể kèm theo phụ kiện tùy vào thời điểm và màu xe nhé à, Hiện nay thì cái đầu xe này chúng ta thêm một số màu như là nâu cà phê này và bỏ đi một số màu như là xanh à, pho xanh logo khác với cái đầu xe nhập khẩu nguyên trước từ Thái Lan à, phiên bản số sàn giá niêm yết là 630 triệu và hiện nay thì giá bán ăn bánh chỉ đâu đó vào khoảng 660 triệu cho các quý vị các bạn đến từ tỉnh địa phương tức là mức giá hoạt động giảm dạ, từ khoảng 25 đến 30 triệu đồng và tặng kèm thêm phụ kiện cho xe ok xls là một cầu thì nếu mà anh chị là mua hai cầu chúng ta có ba sự lựa chọn chính nhé à, rẻ nhất là xl số sàn 616 triệu thì hiện nay cái đầu xe này hiện khá khan và khá ít xe trên thị trường Uh, giá dao động loanh quanh giảm từ 30 đến 35 triệu đồng có thể tặng kèm thêm phụ kiện uh, mức giá lăn bánh ấy, hiện nay cũng chỉ dao động vào khoảng hơn 600 một chút và đặc biệt là trả góp chỉ từ vào khoảng 165 đến 170 triệu đồng uh, cao cấp hơn số tự động thì chúng ta có hai đầu xe là XLT Limited và Ranger check thì quý uh, anh chị có nhu cầu mua xe mà nó vừa tiền không muốn cố quá thì Ranger Limited chúng ta là hai cầu chủ động nhé à, động cơ turbo đơn 180 mã lực. À, giá niêm yết là 799 triệu đồng. Và hiện nay chương trình khuyến mại dao động vào khoảng từ 30 đến 35 triệu đồng. Thì chúng ta lăn bánh đâu đó vào khoảng 850 đến 807 tùy vào từng địa phương. Còn à, cao cấp nhất mà cái dòng lắp ráp hiện nay đang bán là Ranger check hai cầu số tự động. Đó, những cái xe màu cam rất quen thuộc trên thị trường đúng không ạ? 925 triệu đồng. Hiện nay thì uh, mức giá dao động vào khoảng 60 đến 65 triệu đồng có thể hơn được tùy vào từng màu xe và thời điểm mà quý anh chị lấy xe. Đó. Đấy là những cái đầu xe lắp ráp thì uh, đang có chương trình khuyến mại tháng này là như vậy. Còn riêng Raptor uh, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thì hiện nay chưa có chương trình khuyến mại và cụ thể về giá bán thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua line đến kèm trên màn hình. Lưu ý giúp em là giá xe chương trình khuyến mại sẽ thay đổi theo từng thời điểm mà quý anh chị xem video thì uh, nó là đặc thù riêng của những cái đầu xe Ford rồi uh, để có cái giá bán tốt nhất này, chương trình khuyến mại tốt nhất này và thậm chí là có thể nhận thêm những khuyến mại mà anh chị đang theo dõi trên màn hình thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đứng các em trên màn hình nhé để chúng ta để được liên hệ báo giá một cách tốt nhất ngoài ra với những anh chị mà có nhu cầu mua xe trả góp thì thủ tục các thứ cũng sẽ rất là đơn giản thì bên em sẽ hỗ trợ gần như là toàn bộ thủ tục giấy tờ thời gian làm thì cũng rất là nhanh từ 3 đến 4 ngày sau khi chúng ta lựa chọn được cái mẫu xe và đặt hợp đồng đó à, thời gian trả góp tối thiểu từ 3 đến 7 năm cái này thì tùy vào thời gian mà quý anh chị chọn vay à, mức vay an toàn và thời gian vay an toàn là 50 đến 60 phần trăm trong vòng 4 đến 5 năm đấy hàng tháng chúng ta sẽ trả dao động từ khoảng 7 triệu đến khoảng 15 triệu tùy vào thực khoản vay giảm dần theo thời gian trả rồi uh, à cập nhật nhanh cái chương trình khuyến mại của những cái đầu xe Ranger đang được bày bán ở thị trường Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.